Kính thưa quý vị, để đánh giá công tâm và chính xác nhất cho liên hoan ngày hôm nay sẽ không thể thiếu được thành phần ban giám khảo. Và ngay sau đây xin được trân trọng giới thiệu thành phần ban giám khảo của liên hoan Bé Khỏe Bé Tài Năng năm 2016. Trân trọng giới thiệu đồng chí Đinh Thị Huê, Phó trưởng phòng giáo dục mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo. Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, Phó trưởng phòng Văn nghệ Thể thao Giải trí Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Mai Dung, chuyên viên phụ trách đoàn đội Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. Về phía tổ thư ký xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang, cán bộ phòng nghiệp vụ Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh. Và đến với liên hoan ngày hôm nay thì 26 đơn vị đến từ thành phố Bắc Ninh đã có sự chuẩn bị vô cùng kỹ càng ngay từ khi triển khai kế hoạch. Và sau một thời gian chuẩn bị thì ngày hôm nay 26 đơn vị đã cố gắng để cống hiến cho khán giả những tiết mục hay nhất và xuất sắc nhất. Có thể nói rằng đến với liên hoan ngày hôm nay thì mỗi một đơn vị đều cố gắng mang đến liên hoan những tiết mục hay nhất, đặc sắc nhất. Mỗi một đơn vị đều có một cách để giới thiệu ngôi trường thân yêu của mình đến với khán giả, nhưng tất cả đều cho chúng tôi thấy được sự ngây thơ, sự ngộ nghĩnh đáng yêu của các bé. Mỗi một bộ sưu tập được trình diễn ở trên sân khấu ngày hôm nay là một bất ngờ. Bất ngờ bởi sự khéo léo, tài năng của các cô, và bất ngờ hơn nữa bởi sự trình diễn vô cùng đáng yêu và nhí nhảnh của các bé. Và ngay bây giờ thì hãy cùng tiếp nối sự nhí nhảnh, sự đáng yêu ấy với một bộ sưu tập của các bé đến từ trường mầm non Ninh Xá. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Mùa xuân đã về trên khắp quê hương Việt Nam, được vui xuân đón Tết và mặc những bộ quần áo mới lung linh sắc màu là niềm vui của biết bao thế hệ thiếu nhi. Bắt nguồn từ cảm hứng đó, các cô giáo và các bé trường mầm non Ninh Xá mang đến liên hoan bộ sưu tập thời trang mang tên Khúc Dạ Hội Mùa Xuân. Mở đầu bộ sưu tập thời trang là bé Ngân Hà với trang phục váy dạ hội bằng chất liệu lưới nhiều màu sắc, điểm những hạt ngọc trai xinh xắn, siêu mẫu Ngân Hà với bước đi uyển chuyển, duyên dáng như một người mẫu chuyên nghiệp. Ngày Tết vô cùng thích thú khi được ăn những chiếc bánh thơm ngon từ những chiếc vỏ bánh đủ các màu sắc đã làm nên bộ váy dạ hội cho mùa xuân thêm rực rỡ các bé nhé. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng chiếc váy dạ hội tuyệt đẹp làm từ vỏ bánh do bé Phương Thảo thể hiện. Quý vị và các bạn đang chiêm ngưỡng bộ đôi trang phục được thiết kế độc đáo từ vỏ sữa học đường do siêu mẫu Nhí Ngọc Huyền và Đình Phúc thể hiện. Từ những bộ trang phục được thiết kế độc đáo này, các bé nhớ mỗi khi uống sữa xong chúng mình hãy cất những vỏ sữa đi để tha hồ sáng tạo thêm những bộ trang phục mới lạ để đón chào mùa xuân các bé nhé. Chúng mình cùng chào đón siêu mẫu Tuấn Tú và Tường Vi trong trang phục quần áo và váy được thiết kế từ những quả cầu lông, môn thể thao được nhiều người yêu thích nhé. Bộ đôi trang phục mang sắc màu vàng kiêu sa của cành mai phương Nam, sắc hồng đào của hoa đào xứ Bắc đã mang sắc xuân vào bộ trang phục tuyệt đẹp này đấy. Xuất hiện trên sân khấu thời trang lúc này là một nàng công chúa kiều diễm Thảo Linh. Với chất liệu là những sợi dây óng ánh đầy màu sắc, được tận dụng từ những cây trang trí trên cây thông Noel, bộ trang phục mang một thông điệp về thời gian, đó là sự chuyển mình từ đông sang xuân của thiên nhiên tươi đẹp đấy các bé ạ. Một bộ trang phục vô cùng tinh tế làm bằng nguyên liệu túi bóng do người mẫu Vi Thảnh thể hiện, được thiết kế với ba màu chủ đạo: màu xanh của những chồi non đang hé nụ, màu hồng pha của cánh hoa đào xinh xắn và màu đỏ của những chùm lay ơn đua nở. Tất cả hòa vào bộ trang phục thêm phần lộng lẫy, mang sắc xuân tươi tắn đang tràn về. Bộ váy giấy đang khoe sắc do bé Khánh Vân thể hiện, lấy chất liệu chủ đạo là giấy được cắt dán xếp hết sức tỉ mỉ, tạo thành một bộ trang phục dạ hội rạng rỡ, rất thích hợp với chúng mình diện vào mỗi dịp lễ hội, trông bạn gái của chúng ta như một nàng công chúa nổi bật trong vườn hoa đầy màu sắc. Bộ trang phục mà quý vị đang chiêm ngưỡng được làm bằng nguyên liệu hết sức độc đáo là hộp và thìa sữa chua đã qua sử dụng. Khó có thể tưởng tượng nổi những khi chiếc hộp và thìa sữa chua lại được chế tác thành một bộ trang phục khỏe khoắn dễ thương thế này. Xin cảm ơn người mẫu Như Cương. Mùa xuân đã đến gõ cửa mỗi nhà và tặng chúng ta một món quà vô giá, đó là thời gian. Tình yêu, sự an bình và niềm vui đã đến trong mùa xuân năm nay. Chúc cho niềm hạnh phúc tràn ngập cuộc đời. Đó chính là thông điệp mà bộ trang phục dạ hội bằng lụa vũ tuyệt đẹp mà bé Linh Anh muốn đem đến cho chúng ta ngày hôm nay. Xuất hiện trên sân khấu là người mẫu Thổ Thủy Tiên yêu kiều trang phục dạ hội đón xuân, được thiết kế từ những sợi len đầy màu sắc, sự vận dụng tinh tế đầy sáng tạo của cô giáo trường mầm non Ninh Xá đã biến những sợi len nở thành những bông hoa xuân xinh đẹp. 12 bông hoa đẹp của trường mầm non Ninh Xá đang rực rỡ khoe sắc trong 12 bộ trang phục tuyệt đẹp cùng hai cô giáo Thu Huyền và Thanh Trà trong trang phục áo dài và áo tứ thân được làm bằng giấy thủ công của trẻ, rực rỡ khoe sắc và hòa vào thiên nhiên, không gian tươi đẹp của mùa xuân. Nào, chúng ta cùng cất tiếng gọi mùa xuân ơi để chào đón mùa xuân tươi đẹp đang tràn về. Xuân đến rồi, cánh em về, về chơi tìm mình nào nức. Xuân xuân ơi xuân đến.
lứa cùng chiêm ngắm các hải đồ siêu tập thời trang mang tên Khúc Dạ Hội Mùa Xuân do các cô giáo và các bé trường mầm non Ninh Xá thiết kế và biểu diễn. Từ những nguyên vật liệu gần gũi với thiên nhiên, thân thiện với môi trường hay những nguyên vật liệu đã qua sử dụng, bằng sự yêu nghề tỉ mỉ và sáng tạo, các cô giáo mầm non đã làm nên những bộ trang phục dạ hội tuyệt đẹp, rực rỡ, tràn đầy sức sống của mùa xuân, cùng những họa tiết sinh động tươi tắn dành cho các thiên thần nhỏ diện trong dịp Tết Nguyên Đán này đấy. Các bé hãy chọn cho mình những chiếc khăn quàng cổ tất tay hay xuống xính trong những bộ trang phục sặc sỡ, lấy ý tưởng từ bộ sưu tập thời trang này để đón chào một mùa xuân ấm áp, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc các bé nhé. Màn biểu diễn thời trang mang tên Khúc Dạ Hội Mùa Xuân do các cô giáo và các bé trường mầm non Ninh Xá thể hiện đến đây là kết thúc. Xin kính chúc các quý vị đại biểu và các bé cùng đón nhận một mùa xuân vui tươi ấm áp, một năm mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Cảm ơn bộ sưu tập vô cùng đáng yêu của các bé đến từ trường mầm non Ninh Xá. Và bây giờ sẽ là phần dự thi thời trang cuối cùng của đơn vị thứ 8 trong buổi trường ngày hôm nay. Đó là trường mầm non Đại Phúc. Và ngay bây giờ sẽ là bộ sưu tập thời trang của các bé đến từ trường mầm non Đại Phúc. Xin chào mừng ban giám khảo, quý vị khán giả cùng thưởng thức màn biểu diễn thời trang của các siêu mẫu nhí đến từ trường mầm non Đại Phúc. Những ai đã từng đặt chân tới giải đất hình chữ F hẳn không thể quên được non nước hữu tình nên thơ, mà kết tinh trong vẻ đẹp ấy là tâm hồn cao đẹp, giàu lòng mến khách với những nét độc đáo của 54 dân tộc anh em. Tất cả những nét đẹp ấy hội tụ trong hai tiếng Việt Nam, được lấy từ ý tưởng Việt Nam đất nước con người, từ sự đoàn kết một lòng Bắc Trung Nam, qua bàn tay khéo léo và sự sáng tạo của các cô giáo trường mầm non Đại Phúc đã tạo nên bộ trang phục thời trang mang tên Bắc Trung Nam Sum Họp. Thưa quý vị khán giả, trên sân khấu là siêu mẫu nhí Thùy Dung. Siêu mẫu Thùy Dung mang trên mình bộ trang phục yếm đào và váy đụp. Đó là nét đặc trưng của người con gái đất Kinh Kỳ, được lấy cảm hứng từ chất liệu giấy gói hoa đã qua sử dụng, tạo nên những cánh hoa sặc sỡ của yếm đào, váy đụp, tôn nên vẻ đẹp tinh khiết của người con gái Bắc Bộ. Tiếp theo, quý vị khán giả cùng chiêm ngưỡng áo tứ thân, áo the khăn xếp của anh hai chị hai quan họ. Đó là nét văn hóa Kinh Bắc, đó cũng là biểu tượng di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Việt Nam. Xin mời chim một tràng vào tay dành cho siêu mẫu nhí Đức Hải và Thùy Dương. Chúng ta hãy đến với dòng sông Hương thơ mộng, với nét dịu dàng của người con gái Huế, trong tà áo dài thướt tha đầm thắm, được lấy từ chất liệu lưới và xốp đã qua sử dụng, và sự thể hiện của siêu mẫu nhí Hà Phương đã tôn nên vẻ đẹp dịu dàng, ngọt ngào của người dân xứ Huế. Chẳng biết từ bao giờ, khi nói đến văn hóa Tây Nguyên, chúng ta liên tưởng đến điệu múa cồng chiêng Tây Nguyên của những chàng trai khỏe mạnh. Tiếng cồng, tiếng chiêng vang lên trầm hùng, vọng khắp đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ. Bộ trang phục được thiết kế từ chất liệu ống hút và keo dính, được bàn tay khéo léo của các cô giáo tạo nên bộ trang phục đậm chất văn hóa Tây Nguyên cồng chiêng. Trên nền nhạc độc đáo của Tây Nguyên với sự thể hiện của siêu mẫu nhí Quỳnh Như. Múa Chăm là điệu múa truyền thống của dân tộc Chăm. Trong những mùa lễ hội, các vũ nữ Chăm với những điệu múa khoan thai, nhẹ nhàng, uyển chuyển, thể hiện khát khao, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Trên sân khấu là siêu mẫu nhí Linh Vi. Siêu mẫu Linh Vi mặc trên mình bộ trang phục truyền thống của người Chăm. Bộ trang phục được lấy cảm hứng từ chất liệu đã qua sử dụng như giấy màu, duy băng và xúc xích. Nhờ bàn tay khéo léo của nghệ nhân Chăm Pa cùng các cô giáo trường mầm non Đại Phúc đã tạo lên bộ trang phục thật lộng lẫy và đáng yêu. Với sự uyển chuyển nhịp nhàng của đôi chân, siêu mẫu nhí Linh Vi thể hiện giao hòa giữa âm và dương, giữa trời và đất, giữa con người với tâm linh huyền bí. Những ai đã từng đến thăm thánh địa Mỹ Sơn đều bị mê hoặc bởi vẻ đẹp huyền bí, với đó là những vũ điệu Sa Va,
Shiva. Mỗi vũ điệu mang một nét đặc sắc riêng, tạo nên văn hóa Chăm lung linh huyền ảo. Mời quý vị khán giả đến với miền Nam yêu thương, vùng đất anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang với những chàng trai cô gái. Xin một tràng pháo tay dành cho siêu mẫu nhí Quỳnh Vy. Trên nền nhạc Lý Ngựa Ô, siêu mẫu Quỳnh Vy mang trên mình bộ trang phục như những chú ngựa kiên cường và dũng cảm. Và trên sân khấu là siêu mẫu nhí Gia Linh. Bé Gia Linh trông thật đáng yêu và ngộ nghĩnh trong bộ áo bà ba khăn rằn Nam Bộ thật đầm thắm và thướt tha, được lấy chất liệu đã qua sử dụng như vải dạ màu đen và trắng, di mong óng ánh với đường kim mũi chỉ thật khéo léo đã hòa quyện vào nhau, tạo lên bộ trang phục mang vẻ đẹp thuần hậu, mộc mạc, dịu dàng của người con gái Nam Bộ. Đó cũng là nét duyên dáng giản dị đến lạ thường, không nơi nào sánh được. Trải qua hơn 1.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước, hôm nay Bắc Trung Nam sum họp một nhà, thể hiện tinh thần đoàn kết yêu thương, gắn bó sắc son một lòng. Ngày vui toàn thắng tưng bừng pháo hoa, Bắc Trung Nam sum họp một nhà, bác cháu ta gặp mặt trẻ già chia vui, nhớ thương các cháu vô cùng, mong sao các cháu là một anh hùng thiếu nhi. Trên đây là bộ sưu tập thời trang mang tên Bắc Trung Nam sum họp một nhà của trường Mầm non Đại Phúc. Cuối cùng, thay cho lời kết, xin kính chúc ban giám khảo, quý vị khán giả lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Và ngay sau đây sẽ là một phần thi mà tôi nghĩ rằng tất cả quý vị ở đây đang rất nóng lòng chờ đợi, bởi vì đây là phần thi thể hiện được tài năng thực sự của các bé trên sân khấu này. Đó là phần thi Tôi Tài Năng. Và ở phần thi này thì các đơn vị sẽ thể hiện một bài vận động theo nhạc, có thể là nhảy aerobic, khiêu vũ thể thao hoặc võ thuật. Và lúc này đây thì 8 đơn vị đã sẵn sàng cho phần thi của mình. Ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với phần dự thi Tôi Tài Năng đầu tiên của các bé đến từ trường Mầm non Phong Khê. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tan biến
các bé của trường mầm non Phong Khê đã hoàn thành xong phần dự thi Tôi Tài Năng của mình. Và ngay sau đây sẽ là phần dự thi tiếp theo, và hãy cùng gặp lại các bé của trường mầm non Hoa Sữa. Và bây giờ sẽ là phần biểu diễn Tôi Tài Năng của các bé đến từ trường mầm non Hoa Sữa.